Ngày hôm nay mình đang ngồi trong một cái setup mà các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng hoàn toàn là ánh sáng ngoài trời như thế này. Cái điều khác biệt giữa khi mà chúng ta sử dụng ánh sáng ngoài trời á, với lại sử dụng đèn á, là khi chúng ta sử dụng đèn chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Bởi vì mặt trời nó sẽ thay đổi liên tục, chưa kể những ngày nhiều mây hay ít mây. Như các bạn có thể thấy được là tại cái thời điểm mà mình đang viết content ở đây á, thì cái ánh sáng từ lúc đó cho tới bây giờ nó đã thay đổi khá rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ thay đổi một chút xíu, mình sẽ đóng cái cửa sổ lên lại và setup lại ánh sáng. Và như vậy là mình đã có một cái setup mới cho cái scene này rồi. Các bạn có thể thấy được là mình đang có một cái cây keylight ở đây, một cây rim light ở bên này và những cái đèn background light ở phía sau đây. Ở trong cái set này nó sẽ không có một tí ánh sáng mặt trời nào hết, nên là cái ánh sáng tổng của cái set này nó sẽ không có thay đổi nữa. Và video ngày hôm nay mình sẽ không nói về cách setup của cái set này. Hiện tại thì mình đang có một cái set quay fashion và cái thời lượng quay fashion thì nó sẽ tương đối là dài, nên mình sẽ không có thể phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời được. Và bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm cùng với các bạn là cách mình setup cái set quay này nó như thế nào. Set đèn của chúng ta ngày hôm nay sẽ có hai cây đèn Nanlite Compact 200B và cây đèn này có công suất là 200W, nhiệt độ màu của nó từ 3200 đến 5600 độ K. Với cây đèn Nanlite Compact này chúng ta sẽ không cần dùng những chiếc softbox to lớn, và ánh sáng của cái đèn Nanlite này sẽ cho ra một cái ánh sáng mềm thông qua cái miếng diffuse ngay trên cái led bảng đó luôn. Cái đèn thứ hai đó là Nanlite Litolite 28F kết hợp cả vòng zoom ở ngay trên thân đèn luôn. Cùng với cái band đo thì nó giúp ta điều chỉnh được cái góc sáng và cái độ gôm sáng của cây đèn này. Và ngoài ra thì nó còn có thêm những cái miếng gel màu xanh và đỏ có thể giúp ta thay đổi được cái màu sắc của cái ánh sáng này. Tiếp theo chúng ta có một cây đèn Nanlite Forza 300 với công suất mạnh nhất trong tất cả cái đèn này, lên đến 300W. Và với cây đèn này thì chúng ta có thể kết hợp được với nhiều loại softbox khác nhau thông qua cái ngàm Bowen của cây đèn Nanlite này. Ở đây mình có thêm một cây đèn livestream Nanlite Halo 19. Ok, và setup của chúng ta ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Như các bạn có thể thấy được đó là ở đây thì mình đang có một cái set thì nó tương đối là nó rộng hơn và rất là nhiều đồ đạc ở trong này. Thì để mà mình có một cái ánh sáng đều giống như là cái ánh sáng trần nhà của mình hay dùng á, thì mình sẽ dùng đó là cái cây Forza 300 kết hợp với một cái Chinabon. Nó sẽ làm cho cái ánh sáng được tản ra hết cả cái phòng và cái ánh sáng của mình nó sẽ được như thế này. Khi mà mình sử dụng ánh sáng ở trên top á, thì nó đánh xuống sẽ đổ một lớp bóng xuống như thế này nè. Thì lúc đó mình sẽ thêm một cái cây keylight để cho nó sáng đều khuôn mặt của mẫu. Ở đây mình sử dụng một cây đèn Nanlite Compact 200B làm cây đèn keylight và nó sẽ làm cho talent được nổi bật hơn. Cái ánh sáng của mình sau khi mình setup xong á, thì cái nguồn ánh sáng nó tập trung đa phần là ở vào chính giữa của khung hình, thì bên trái và bên phải của khung hình nó sẽ còn hơi bị tối. Mình sẽ thêm một cái cây Nanlite Compact 200B để làm fill light và nó sẽ điền cái ánh sáng vào chỗ cái gương nè và cái cây, làm cho ánh sáng bên trái nó được cân bằng lại với cái nguồn ánh sáng ở chính giữa. Tiếp theo đó các bạn có thể thấy được ở bên phải khung hình á, còn sẽ hơi tối ha. Mình sẽ thêm vào một lượng ánh sáng nữa, mình sẽ sử dụng là cái đèn Nanlite Litolite 28F thì nó sẽ tạo ra cái nguồn ánh sáng hát light và nó sẽ đánh lên cái khu vực của cái xào đồ, chậu cây, làm cho ánh sáng nó sáng hơn. Cái trong gương nó cũng sẽ xuất hiện một cây, nó sẽ được sáng hơn trong khung hình của mình ha. Trong cái khung hình của cái gương á, mình đã cho nó một cái phông màu hồng làm cho khung hình của mình màu nó sẽ xinh xắn hơn. Thì mình muốn cho cái gương này được sáng đều hơn thì mình sẽ sử dụng thêm cái đèn green led sẽ đánh sáng vào khu vực của cái phông, thì cái hình ảnh trong cái gương này nó sẽ được sáng đều hơn. Và ở đây thì mình còn setup thêm một cái cây đèn background light. Này mình sử dụng là cái đèn Nanlite 30C, mình sẽ giấu ở ngay phía sau kệ giày dép để làm cho cái kệ giày nó sáng và nó nổi bật hơn. Thì đó là cái công dụng của từng cây đèn ở trong cái set này. Thì bây giờ các bạn sẽ xem lại khi mà mình lên đèn lại từng cây một thì ánh sáng nó sẽ thay đổi như thế nào ha.
tương tự các bạn có thể xem lại một lần nữa với cái góc cận á, cái ánh sáng khi mà mình lên đèn nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể thấy được ở đây thì cái set của mình đã thay đổi ánh sáng một chút xíu. Khi mà mình chuyển sang góc cận á, thì mình thấy được là vùng shadow ở dưới đây của Talon á, nó đang còn hơi nặng. Mình lấy cái đèn green led để mình đưa vào trong cái frame hình này và nó làm giảm được cái vùng shadow ở dưới này. Và đó là cách setup của mình đối với cái set này. Thì cái set này nó là một cái set mà kiểu ánh sáng nó đều hơn, nó trang hòa hơn. Thì cái câu hỏi đặt ra là với một cái combo đèn tương tự như này thì mình có thể setup được một cái set có màu sắc nó khác đi không, hay là nó chỉ tương đối flat và phẳng như thế này thôi? Thì câu trả lời của mình đó là có. Ở đây mình có hai cây đèn Compact 200B. Thì cây này mình có thể thay đổi được nhiệt độ màu từ 3200 cho đến 5600 độ K. Thì tận dụng cái việc mà mình có thể thay đổi độ K này á, để mình giả lập cái nguồn ánh sáng ban đêm. Ở set trước mình đang quay đó là nhiệt độ màu là 5500 độ K. Mình sẽ hạ cái nhiệt độ K trong máy xuống là 3500 độ K. Lúc này mình đưa cây đèn Nanlite 300 ra bên ngoài. Cây đèn này mình sẽ sử dụng để giả lập nguồn ánh sáng của mặt trăng và nó đi xuyên qua cái rèm của mình và nó đi vào trong nhà. Nhiệt độ màu của cây đèn Nanlite 300 là 5600 độ K. Và khi mà mình setup nhiệt độ màu trong máy là 3500 độ K thì lúc này ánh sáng trắng nó sẽ trở thành một nguồn ánh sáng màu xanh. Và ánh sáng màu xanh này nó sẽ tượng trưng ánh sáng của mặt trăng vào ban đêm. Khi mà mình mở cửa sổ ra thì ánh sáng của mặt trời nó vẫn sẽ lọt vào. Thì theo thời gian cái nguồn ánh sáng này nó cũng sẽ bị thay đổi. Lúc này mình sẽ đưa vào một cái miếng cắt sáng màu đen. Miếng cắt sáng này sẽ giảm thiểu tối đa cái lượng ánh sáng của mặt trời đi vào, làm cho cái ánh sáng của nó sẽ bớt thay đổi đi. Các bạn có thể xem lại cái ánh sáng giả lập này nó như thế nào ha. Tiếp theo là mình sử dụng cái đèn Spotlight Little Light 28F 5600 độ K để giả lập nó làm rim light, giống như là cái ánh sáng trăng nó đi từ một cái cửa sổ khác và nó chạm lên cái da mặt của Talon. Cũng vì ánh sáng này là ánh sáng trắng và chúng ta đang set trong máy là 3500 độ K thì cái ánh sáng này bây giờ nó cũng sẽ trở thành một nguồn ánh sáng màu xanh dương. Thì để mà mình tạo được cái tương phản lớn hơn nữa thì bây giờ mình sẽ để một cái đèn Nanlite Barbertweep 30C nằm ngay sau cái gương. Ánh sáng khi light bây giờ thì mình sử dụng cây đèn Nanlite 200B và nhiệt độ màu của nó đang là 3200 độ K. Và nhiệt độ màu trong máy của mình là 3500 độ K. Thì các bạn có thể thấy được là cái nguồn ánh sáng khi light thì nó sẽ tạo ra cái ánh sáng nó hơi vàng một chút xíu thôi. Tiếp tục mình sẽ thêm vào một cái nguồn fill light và mình cũng sẽ sử dụng cây đèn LED bảng 200B. Thì cái ánh sáng bây giờ nó sẽ fill vào cái phần bên trái của cái sao đồ. Các bạn đã có thể hình dung được từng cái đèn, từng cái cách dùng của nó trong cái set này. Bây giờ các bạn sẽ xem lại một lần nữa khi mà lên từng cái đèn, ánh sáng nó sẽ thay đổi như thế nào. Vừa rồi đó là cái cách setup mà mình chỉ sử dụng một bộ đèn và mình tạo ra được hai cái set khác nhau về cái cách cảm nhận luôn. Mình không phải là một chuyên gia về sử dụng đèn, nhưng mà đó là tất cả những gì mà mình đã trải nghiệm trên set cùng với tất cả mọi người ở đây. Mình cũng mong muốn là sau khi mà mình làm xong cái set này thì các bạn có thể nhận được một cái điều gì đó các bạn có thể áp dụng được cho cái set sau của bạn. Và nếu như các bạn có quan tâm về những cái đèn mà mình đã sử dụng trong cái set vừa rồi thì mình sẽ để tất cả các link ở bên dưới, các bạn có thể vào và tham khảo thử. Mỗi cây đèn sẽ có mỗi cách dùng khác nhau và cái hiệu ứng ra nó sẽ khác nhau, không có cây nào giống cây nào cả. Và biết đâu thì các bạn có thể tìm được cái cây đèn phù hợp cho bản thân của mình. Ok, video mình tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Và cảm ơn hai người bạn của mình, đó là Photo City và King Kong Việt Nam, đã cho mình tất cả không gian và thiết bị ở đây để mình có thể thoải mái và sáng tạo. Các bạn nhớ subscribe channel của mình cũng như là hai người bạn của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo.